Trang dịch vụ công này là của chính phủ, bạn vào tra tài khoản định danh cá nhân của mình rồi các bạn có thể chụp in ra bạn sử dụng được nha các bạn. Mình không có cần phải đi đến công an mất thời gian nha. Xin chào tất cả mọi người, cách tra mã định danh cá nhân trên dịch vụ công nha các bạn. Trước tiên các bạn vào Google, các bạn gõ chữ dịch vụ công .gov.vn nha các bạn thì nó sẽ hiện ra cái cổng dịch vụ công quốc gia này nha. Ở đây mình hướng dẫn cái bước đăng ký tài khoản trước nha mọi người. Vào dịch vụ công này mình phải có tài khoản mình mới tra cứu được nha các bạn. Mình phải đăng ký trước. Thì bạn nhìn bên phải, bạn sẽ thấy được cái nút đăng ký. Bạn nhấn vào cái nút đăng ký nha. Khi mà nó hiện lên thì bạn sẽ chọn cái mục công dân nha. Mình chọn cái bước tiếp theo là cái mục bảo hiểm xã hội nha các bạn. Hoặc là thuê bao di động gì cũng được nha. Cách làm cũng giống nhau nha các bạn. Thì trước tiên bạn nhập số chứng minh nhân dân của các bạn, số chứng minh nhân dân cũ của các bạn. Vì cái này mình đăng ký tài khoản để tra cứu thì những bạn có chứng minh cũ thì mình ghi chứng minh nhân dân cũ. Mình có căn cước công dân thì mình ghi căn cước công dân. Mình đăng ký tài khoản để mình vào mình tra cứu những cái thông tin gì cần thiết ở trên dịch vụ công nha các bạn. Rồi mình nhập mã số sổ bảo hiểm xã hội của mình nha. Khai họ tên của mình điền đầy đủ thông tin vào nha các bạn. Ở đây mình nhập cái số điện thoại cố định mà mình hay xài nha các bạn. Rồi sau đó bạn sẽ nhấn cái mã cấp cha. Cái mã cấp cha này nó có thời hạn rất là ngắn cho nên nhiều khi mình phải reload cái mã cấp cha này lại mình mới nhập được nha các bạn. Xong mình chọn nút xác thực nha các bạn. Dịch vụ công sẽ nhắn cho bạn một cái mã OTP. Khi mình nhập mã OTP từ điện thoại xong, mình sẽ nhấn nút xác nhận nha các bạn. Nó sẽ ra một cái bảng tiếp theo. Bảng đăng ký thì ở đây mình sẽ sử dụng cái mật khẩu mình tự tạo nha các bạn. Mật khẩu ở đây yêu cầu là chữ in hoa, số ký tự đặc biệt thì mới nhập được nha các bạn. Cái mật khẩu này bạn phải nhập cái mật khẩu, bạn lựa cái mật khẩu nào có A cộng thăng hoặc là chữ số hoặc là ký tự đặc biệt thì mới được nha các bạn. Mình sẽ dán cái mật khẩu này xuống phía dưới. Mình nhập hai lần như vậy nha các bạn. Rồi mình chọn nút đăng ký tiếp theo nha. Sau khi mình chọn đăng ký xong thì ở đây nó báo là mình đã đăng ký thành công, thể hiện tiếp một cái bảng tiếp theo. Cái bước tiếp theo là bạn chọn vào cái mục tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia nha. Thì ở đây nó sẽ hiện cho bạn tiếp một cái đăng nhập. Ở phần đăng nhập này mình sẽ nhập cái số chứng minh nhân dân mà mình mới vừa nhập từ lúc đầu đó. Ở đây cái bước tiếp theo là mình nhập cái mật khẩu của mình vào, rồi mình nhập tiếp nút xác nhận nha. Ở cái mục đăng nhập này, tên đăng nhập là mình sẽ nhập cái số chứng minh hoặc là cái căn cước công dân mà mình mới khai từ lúc đầu đó các bạn. Còn cái password là mình vừa mới tạo password xong á thì mình sẽ nhập password này. Tiếp theo là mình sẽ nhập cái mã captcha. Mã captcha này các bạn cũng nhớ reload, bấm vào cái ô mũi tên là vòng tròn là các bạn phải reload lại vì cái thời gian hiệu lực của cái mã captcha rất là ngắn nha, bạn phải reload lại. Nhiều khi mình nhập không có được mình phải reload lại nha. Bạn sẽ bấm vào đăng nhập nha. Các bạn nhớ tên đăng nhập và password của mình từ lúc chỗ này nha, các bạn nhớ luôn nha. Thì bên cổng dịch vụ công nó nhắn tiếp cho mình một cái mã OTP thứ hai. Mã OTP thứ hai đi qua điện thoại này thì mình sẽ nhập cái mã OTP này vào. Khi mình nhập xong mình sẽ chọn nút xác nhận tiếp theo nha. Bạn nhìn lên bạn sẽ thấy cái tài khoản của tên mình. Mình chọn vào cái mục thông tin cá nhân nha. Đây là cái thông tin định danh của mình nha. Ý nghĩa của 12 chữ số trên cái căn cước công dân gắn chip thì 3 chữ số đầu tiên của cái thẻ căn cước công dân là mã tỉnh hoặc thành phố nơi mà mình đăng ký khai sinh. Chữ thứ tư của cái hàng mã căn cước là mã giới tính của người công dân. 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của mình nha các bạn. Rồi 6 chữ số cuối cùng là một số ngẫu nhiên. Đối với những trường hợp mà chưa có căn cước công dân hoặc là chưa có chứng minh nhân dân như là trẻ em hoặc chưa có đủ tuổi để làm căn cước công dân để làm chứng minh nhân dân á, những công dân mà sinh trước năm 2019 mà chưa có căn cước công dân á thì ra công an xã xin mã định danh. Những bé mà sinh từ 2019 trở về sau á thì trên giấy khai sinh nó đã có rồi nha. Thì 12 số trên căn cước công dân này là số định danh cá nhân đó nha mọi người. Đối với trẻ em thì mình sẽ tra cứu qua cái thông tin của chủ hộ nha. Cái người chủ hộ trên sổ hộ khẩu á, thì mình sẽ tra cho trẻ em. Cái mã định danh cá nhân này nó mình tra trực tiếp trên dịch vụ công hoặc là bên công an xã cấp cho mình á, thì nó không có ngày cấp giống như chứng minh nhân dân. Khi mà các bạn làm hồ sơ về bảo hiểm hoặc hồ sơ này kia thì mình sẽ đưa cái giấy photo của chứng minh nhân dân kèm theo thì mình ghi ngày cấp của chứng minh nhân dân luôn nha các bạn. Vì cái mã định danh cá nhân này là chỉ mình kèm theo để cho cán bộ bên bảo hiểm xã hội thấy cái thông tin cái mã định danh của mình để người ta nhập lên cái hệ thống để người ta thay đổi thông tin cho các bạn thôi ha. Bạn ghi số chứng minh nhân dân rồi bạn ghi cái mã định danh kế bên nó luôn nha. Đây là cái phần tự tra cứu thông tin định danh cá nhân của mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt tất cả mọi người.